kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ tư ngày 15 tháng 9, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về công tác nội chính. Huyện Kim Động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm xã Nghĩa Dân. Xã Yên Hòa tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Huyện Khoái Châu giải tỏa được gần 60 vi phạm kế hoạch 93A. Phường Nhân Hòa xử lý đất dôi dư được trên 5 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan nội chính của tỉnh. Đây là lần đầu tiên hội nghị toàn quốc của tất cả các cơ quan nội chính được diễn ra tại 138 điểm cầu với trên 4.600 đại biểu. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh 9 cơ quan nội chính gồm Viện Kiểm sát, Tòa án, Tư pháp, Thanh tra, Kiểm toán, Công an, Quân đội, Ủy ban Kiểm tra Đảng và Ban Nội chính Đảng phải thực sự là thanh kiếm sắc bén và lá chắn vững chắc để bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn trật tự xã hội. Do đó, các cơ quan nội chính cần tích cực chủ động tham mưu có hiệu quả, đồng thời là lực lượng chủ công trong công tác phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực. Trong công tác nội chính phải luôn kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động tấn công, trong đó lấy phòng ngừa là chính, là cơ bản lâu dài, phát hiện xử lý tấn công là đột phá quan trọng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, xử lý nghiêm minh, kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ những hành vi vi phạm pháp luật và phạm tội tiêu cực tham nhũng. Bên cạnh đó, cần nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nội chính và giữa các cơ quan nội chính với các cấp các ngành, bảo đảm chặt chẽ, thường xuyên, nhịp nhàng, kịp thời, hiệu quả. Cũng trong sáng nay, Đảng bộ huyện Kim Động đã trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm xã Nghĩa Dân 16 tháng 9 năm 1961, 16 tháng 9 năm 2021. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trước khi vào lễ kỷ niệm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Kim Động cùng các đại biểu đã thực hiện nghi lễ dâng hương dâng hoa thành kính ghi nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Huyện Kim Động đã kính báo trước anh linh của Bác những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Động đã đạt được trong thời gian qua. Cách đây 60 năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Dân huyện Kim Động vinh dự được đón Bác Hồ về thăm và nói chuyện sau khi dự hội nghị thủy lợi toàn miền Bắc tại Hưng Yên. Tại đây, Bác căn dặn phải tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người. Thực hiện lời dạy của Bác, 60 năm qua, huyện Kim Động không ngừng phấn đấu, vươn lên tích cực đóng góp sức người sức của trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Sau 25 năm tái lập, huyện Kim Động đã vượt qua mọi khó khăn, phát huy lợi thế, tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư phát triển và đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của huyện, thể hiện sự quan tâm và tình cảm của Bác với nhân dân Kim Động nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, huyện Kim Động cần tiếp tục phát huy lợi thế về giao thông, thủy lợi, tận dụng các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững, nhất là trong thu hút các dự án công nghiệp, dịch vụ vào địa bàn, tạo việc làm và thu ngân sách cho địa phương, phát triển các vùng chuyên canh cây ăn quả, xây dựng nông nghiệp sạch cho hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, chú trọng thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với triển khai các chương trình, đề án trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23. Nhất là yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, để mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, làm cho việc học tập và làm theo Bác, nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, trở thành nhu cầu tự thân thường xuyên, tạo động lực để phát triển, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào các chương trình hành động,
gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc nổi cộm trong xã hội mà nhân dân quan tâm, góp phần thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của chúng ta thực sự trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, đồng chí đề nghị huyện Kim Động và xã Nghĩa Dân thường xuyên chăm lo bảo vệ và làm đẹp cảnh quan khu di tích lịch sử cấp quốc gia Đình Thổ Cầu, để nơi đây không chỉ là nơi ghi dấu sự kiện lịch sử mà còn là một địa chỉ đỏ nhằm giáo dục truyền thống về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Bác với nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chiều nay, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với chủ đề Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Giai đoạn 2015-2020, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy phong trào sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam, tổ chức nhiều giải thưởng, hội thi, cuộc thi, tham gia triển lãm sáng tạo khoa học công nghệ ở nhiều quốc gia, phát hành sách vàng sáng tạo Việt Nam, đã thu hút hơn 7.600 công trình, giải pháp kỹ thuật trên cả nước, trong đó 1.500 công trình đạt giải. Nhiều sản phẩm khoa học và công nghệ được thương mại hóa, ứng dụng trong đời sống, có 540 dự án đã tiếp cận được trên 100 triệu đô la Mỹ nguồn vốn. Nhiệm kỳ 2020-2025, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế, đối ngoại, chuyển giao khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng hoạt động tôn vinh trí tuệ, khuyến khích và thúc đẩy sáng tạo khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng tham mưu trong quá trình xây dựng chủ trương, đường lối chính sách, các chương trình dự án lớn, và quản lý sự thay đổi tư duy khoa học trong cuộc cách mạng khoa học 4.0 đang diễn ra trên toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, thị xã Mỹ Hào là địa bàn có đông người đi về trong ngày từ Hà Nội xuống làm việc, đa số tập trung ở các nhà máy xí nghiệp, các khu công nghiệp. Thời gian qua, các ngành chức năng và địa phương của thị xã Mỹ Hào đã làm tốt công tác nắm địa bàn, góp phần thực hiện tốt công tác phòng dịch, bảo vệ sản xuất. Ngay sau khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, theo chỉ thị số 16, đợt đầu từ ngày 24 tháng 7, các địa phương của thị xã Mỹ Hào đã nhanh chóng rà soát được gần 1.500 người thuộc 3 nhóm. Nhóm 1 là người từ Hà Nội đến Mỹ Hào làm việc hàng ngày. Nhóm 2 là người từ Mỹ Hào ra Hà Nội làm việc khám chữa bệnh. Nhóm 3 là người quê ở Mỹ Hào đang sinh sống tại Hà Nội trở về. Trong đó chủ yếu thuộc nhóm 1 với gần 1.000 người. Nhờ được tuyên truyền kịp thời nên mọi người đều chấp hành quy định. Trong gần một tháng qua, toàn bộ người nước ngoài, chuyên gia đều chọn ở lại cố định công ty làm việc và làm việc trực tuyến thay vì trở về Hà Nội. Dù gặp một số khó khăn trong cuộc sống, sinh hoạt, nhưng chính sự hỗ trợ, cùng chia sẻ khó khăn của các chuyên gia, chủ doanh nghiệp đã nâng cao hiệu quả chống dịch, bảo vệ sản xuất tại các doanh nghiệp. Sau khi xuất hiện 3 ca dương tính tại thôn Khóa Nhu 1, xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ đã khẩn trương khoanh vùng, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh lây lan. 3 ca dương tính được xác định có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19. Dư luận quan tâm vì sao xã Yên Hòa lại quyết định cho 3 trường hợp này cách ly tại nhà thay vì cách ly tập trung. Theo Ủy ban Nhân dân xã Yên Hòa, không thể đưa 3 người này vào diện F1 để đi cách ly tập trung, bởi 3 trường hợp này tiếp xúc với 2 bệnh nhân 564.296 và 564.297 tại thôn Bình Phú, xã Yên Phú trước khi họ tiếp xúc với nguồn lây bệnh. Căn cứ vào lời khai tại tờ khai y tế và bản cam kết của vợ chồng anh Lượng về thời điểm, thời gian tiếp xúc với ông Nguyễn Đình Ngọ ở trên thôn Bình Phú, chúng tôi đã yêu cầu toàn bộ gia đình Lượng ra cách ly tại trạm y tế và đã giao cho ban công an xã gặp gỡ động viên gia đình anh Lượng, khai báo trung thực. Nhưng qua các lần tiếp xúc để lấy lời khai thì gia đình anh Lượng vẫn khẳng định là nội dung không thay đổi như trước. Qua điều tra dịch tễ, xã Yên Hòa xác minh được 6 F1, 27 F2. Gần 800 người dân trong thôn đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 560 mẫu âm tính, còn lại chưa có kết quả. Toàn bộ thôn Khóa Nhu 1 với 260 hộ dân
hơn 900 nhân khẩu bị phong tỏa từ ngày 14 tháng 9. Xã Yên Hòa đã thành lập 7 chốt kiểm soát phòng dịch, trong đó có 5 chốt cứng, 2 chốt có lực lượng phòng dịch trực 24/24. Bên cạnh việc khoanh vùng dập dịch, xã đã triển khai các biện pháp đảm bảo đời sống người dân trong khu phong tỏa. Khoảng 10 đoàn viên bên ngoài khu phong tỏa nhận nhu yếu phẩm từ tiểu thương phân chia vào các đơn của các nhà đã đăng ký. Bên trong của khu phong tỏa là 4 bạn đoàn viên sẽ có nhiệm vụ là vận chuyển từng đơn đến cổng của các nhà đã đăng ký. Việc liên tục phát sinh các ca bệnh từ nguồn lây đi bán hàng tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các đối tượng này, đồng thời yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh. Xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên vừa hỗ trợ 6 hộ tháo dỡ công trình vi phạm trái phép trên đất nông nghiệp. Vi phạm chủ yếu là xây dựng nhà tạm lều lán, trong đó có 2 vi phạm xây dựng lán tạm mới phát sinh và 4 công trình vi phạm từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 trở về trước. Để đẩy nhanh tiến độ giải tỏa, xã đã thuê máy xúc nhân công hỗ trợ các hộ tháo dỡ các công trình vi phạm. Hiện xã đang tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ còn lại tự tháo dỡ công trình vi phạm. Những hộ cố tình không chấp hành, xã sẽ tiến hành cưỡng chế và trả lại nguyên trạng mặt bằng đất nông nghiệp vào cuối năm 2021. Được biết trong thời gian tới, thành phố Hưng Yên chỉ đạo các xã phường trên địa bàn quyết liệt tuyên truyền, vận động các hộ tự tháo dỡ các công trình vi phạm, đồng thời xử lý cưỡng chế các trường hợp cố tình vi phạm. Với mục tiêu quyết tâm thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh về xử lý giải tỏa vi phạm các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, sau hơn một tháng, huyện Quái Châu đã giải tỏa được gần 60 công trình vi phạm. Ngày 14 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Quái Châu đã triệu tập các phòng ban chuyên môn cùng 24 chủ tịch xã thị trấn để xây dựng kế hoạch biện pháp xử lý giải tỏa vi phạm các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Quan điểm của huyện lần này là không nói khó, không nói không, đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc để xảy ra vi phạm, chậm chạp trong việc thực hiện giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi, kiên quyết xử lý trách nhiệm của tập thể cá nhân tại thời điểm để xảy ra các vi phạm, đặc biệt là những nơi để xảy ra tái vi phạm. Sau một tháng triển khai, các xã đã giải tỏa được gần 60 công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp. Để thực hiện kế hoạch của Ủy ban dân huyện Quái Châu về công tác giải tỏa vi phạm trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông thủy lợi, trong một tháng vừa qua thì xã chúng tôi đã giải tỏa được 7 hộ. Thế và trong cái công tác tuyên truyền thì cũng cơ bản là các hộ, đa số cơ bản là các hộ đã hiểu ra được vấn đề. Nhưng tuy nhiên thì có một vài hộ là vẫn chưa hiểu được hết ý nghĩa và vai trò của cái việc thực hiện kế hoạch 93A. Với phương châm làm đến đâu gọn đến đó, dễ làm trước khó làm sau, các xã thực hiện tốt việc tuyên truyền vận động người dân giải tỏa là Bình Minh, An Vĩ, Ông Đình, Bình Kiều, Dân Tiến. Những xã còn để tồn tại vi phạm nhiều, vào cuộc chưa kiên quyết, chưa giải tỏa dứt điểm là Phùng Hưng, Đại Hưng, Thuận Hưng, Đồng Tiến, Đại Tập, Tứ Dân, tập trung giải tỏa triệt để các công trình xây dựng nhà ở, xưởng sản xuất, khu bán hàng trái phép trên đất nông nghiệp. Chúng tôi là thực sự là trước ra là người sai, đến bây giờ là chúng tôi theo thử cái động viên của chính quyền địa phương, chúng tôi cũng nhất trí tháo dỡ để trả lại mặt bằng cho địa phương. Các địa phương sau khi giải tỏa vi phạm đã tiến hành rà soát điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, hướng dẫn, tạo điều kiện cho nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất theo quy định của pháp luật và của tỉnh. Tuy nhiên một số xã vào cuộc chưa quyết liệt, còn né tránh, nể nang nên vẫn còn tồn tại các vi phạm. Thực hiện cái chỉ đạo của ban tỉnh về kế hoạch 93 trong một tháng vừa qua thì Ủy ban Nhân huyện đã tổ chức chỉ đạo xử lý các vi phạm được trên 50 trường hợp. Là những cái xã mà lẻ lang lé tránh thì hiện nay chúng tôi đã đảo 5 địa chính của 5 xã: Chí Tân, Đại Tập, Phùng Hưng, Đại Hưng và Việt Hòa. Hai nữa là một tháng giao ban một lần và kiên quyết chỉ đạo để đạt được cái chỉ tiêu của chủ tịch ban tỉnh đã giao. Tổng số công trình phải giải tỏa theo kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện là 514 trường hợp. Vì vậy, từ nay đến cuối năm, huyện Quái Châu sẽ quyết tâm thực hiện giải tỏa các vi phạm 50% chỉ tiêu tỉnh giao.
Từ đầu năm đến nay, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào đã tiến hành xử lý được trên 1.000 m2 đất dôi dư với số tiền thu được khoảng 5 tỷ đồng. Đây cũng là địa phương xử lý được nhiều nhất ở thị xã Mỹ Hào. Tính từ năm 2015 đến nay, địa phương này đã xử lý được khoảng trên 3.000 m2 của trên 100 thửa có đất dôi dư với số tiền thu được là trên 15 tỷ đồng. Dự kiến từ nay đến cuối năm, phấn đấu xử lý được khoảng từ 10 đến 15 thửa. Tuy nhiên hiện Nhân Hòa vẫn còn hàng chục nghìn mét vuông đất dôi dư cần được xử lý. Cùng với đó là gần 300 thửa đất giao trái thẩm quyền qua các thời kỳ đến nay vẫn chưa xử lý được. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân không có nhu cầu nên không hợp tác. Giá đất ở những vị trí có đất dôi dư cao khiến người dân không có tiền nộp. Xử lý đất dôi dư sẽ tạo ra nguồn kinh phí đáng kể để các địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng, đồng thời gắn liền với tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Vì vậy, cấp chính quyền cần tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thuận lợi trong việc hướng dẫn thủ tục cũng như xác định diện tích thời điểm để xử lý những phần đất dôi dư cho các hộ. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 làm thị trường bánh trung thu năm nay bị ảnh hưởng nặng nề. Sản lượng của một số cơ sở sản xuất truyền thống ở Hưng Yên giảm mạnh so với các năm trước. Tuy nhiên, không vì thế mà chất lượng sản phẩm và vấn đề an toàn thực phẩm bị coi nhẹ. Cơ sở sản xuất bánh trung thu Đông Hưng ở đường Điện Biên, thành phố Hưng Yên. Hiện một ngày cơ sở này sản xuất khoảng 1.000 chiếc bánh nướng, bánh dẻo, giảm đến 50% so với mùa trung thu các năm trước. Sản lượng giảm, giá nguyên liệu tăng cao, gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Tuy nhiên, giữ vững thương hiệu với chất lượng hương vị truyền thống từ 3-4 chục năm nay và không tăng giá bán để ổn định thị trường là ưu tiên hàng đầu của các cơ sở hiện nay. Đánh bột thì dùng toàn bộ bằng máy hết, đấy, lò nướng bằng điện, có khẩu trang này, đôi mũ chống bụi này, chống rụng tóc xuống là hai đeo găng tay, bóng bánh toàn bằng khuôn hơi. Tất cả mọi cái đều làm đúng quy trình sản xuất. Lựa chọn nguyên liệu đầu vào sạch, nguồn gốc rõ ràng, thực hiện quy trình sản xuất khép kín, chỉ phân phối trực tiếp không qua các khâu trung gian, tránh trà trộn hàng giả, hàng nhái. Đây là những biện pháp đảm bảo chất lượng và thương hiệu của các cơ sở sản xuất bánh trung thu truyền thống ở Hưng Yên. Đối với các cơ sở kinh doanh, do lượng cầu giảm nên mỗi ngày chỉ nhập số lượng hạn chế từ những doanh nghiệp lớn, thương hiệu nổi tiếng, đảm bảo nhập đến đâu, bán hết đến đó. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng tăng cường kiểm tra giám sát, lấy mẫu xét nghiệm những cơ sở sản xuất, kinh doanh và tuyên truyền, hướng dẫn người tiêu dùng lựa chọn bánh trung thu đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm. Lựa chọn những bánh mà đã có bao gói kín và có tem nhãn mác đầy đủ. Bánh nướng thì nên chọn những bánh mà có cái độ bóng vừa phải, không nên chọn những bánh mà có độ bóng cao bởi vì như vậy là bánh đã được để lâu trong một thời gian dài thì sẽ không ngon. Khi chúng ta ấn vào trên bề mặt của bánh thì thấy có một độ đàn hồi nhẹ và cảm giác là cái bề mặt bánh nó mềm, như vậy là bánh có vừa mới sản xuất và có cái độ đảm bảo về an toàn vệ sinh. Còn đối với bánh dẻo thì chúng ta nên lựa chọn những bánh mà có cái bề mặt nhìn có một cái độ phủ bột nhẹ và khi ấn vào thì không thấy bánh bị nhão nát hoặc là bị dính quá vào cái gói bao bì. Chúng ta cắt bánh ra thì cái nhân bánh không bị vỡ vụn. Với ý thức tự giữ gìn uy tín, thương hiệu sản phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh cùng sự tích cực kiểm tra giám sát của cơ quan chức năng, nhiều năm nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không phát hiện các vụ bánh trung thu giả kém chất lượng, góp phần tạo nên những Tết trung thu an toàn, đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống.